À, đối với một bé 27 tháng mà sổ mũi xanh liên tục như vậy á, mà một tháng 3-4 lần thì là chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống cũng như là đến cái sự phát triển về thể chất của bé. Bởi vì là với cái chuyện sổ mũi, nghẹt mũi như vậy thì bé ngủ sẽ không có tốt, ăn uống thì chắc chắn là cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì đối với lại cái trường hợp mà viêm đường hô hấp đó thì là có rất là nhiều cái vaccine mà chúng ta có thể phòng ngừa, bởi vì đối với lại lứa tuổi mà dưới 5 tuổi đó là cái tình trạng mà viêm mũi họng mà nếu mà do vi trùng đó thì là hạng nhất là do con hiếp. Thì mình đã có vaccine HIB rồi, tức là vaccine hiếp, ngay từ lúc 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng mình đã được chích rồi, và sau đó mình được chích nhắc lại lúc 15 đến 18 tháng. Thành ra là đó là cái vaccine mà chúng ta là phải nên cho bé chích. Thì tôi nghĩ là bé 27 tháng thì là tôi không biết là bé đã được chích đủ cái vaccine hiếp hay chưa. Cái thứ hai nữa là một cái loại vaccine mà cũng có thể là bảo vệ cái đường hô hấp nữa là phế cầu. Và đặc biệt là phế cầu là gây viêm phổi thì khá là nặng, và viêm màng não cũng rất là nặng. Kể cả hiếp cũng có thể gây viêm màng não nữa, và cái đường đi vô thì thường là bắt đầu từ đường hô hấp. Thành ra là hai cái con đó là chúng ta phải phải nên cho bé đi chích ngừa, và chúng ta đã có sẵn vaccine để chúng ta chích ngừa rồi. Riêng có một cái con cũng khá là đặc biệt là vaccine não mô cầu đó. Mọi người hay nghe nói tức là viêm màng não do não mô cầu hoặc là nhiễm trùng huyết do não mô cầu, nhưng mà có một cái dạng hô hấp của não mô cầu là viêm phổi do não mô cầu thì nó chiếm tỷ lệ thấp thôi, khoảng 10% những bé mắc não mô cầu, nhưng mà là cũng là một cái biểu hiện đường hô hấp của một cái bệnh mà chúng ta có thể dùng vaccine để phòng ngừa. Riêng đối với siêu vi thì cúm cũng có thể gây nên sổ mũi, có thể gây nên ho. Thì bản thân cúm chúng ta cũng có vaccine, và khi mà sổ mũi ho do cúm á, thì là đến lúc mà bội nhiễm vi trùng vô thì cũng sẽ là sổ mũi xanh, thì chúng ta sẽ cần phải bảo vệ vừa siêu vi vừa vi trùng. Thì có rất là nhiều loại vaccine và dưới 27 tháng chúng ta có thể sử dụng để mà chúng ta bảo vệ cho trẻ, như là hiếp, như là phế cầu, như là não mô cầu. Não mô cầu thì chúng ta có thể chích từ rất là sớm. Chúng ta có đến hai loại vaccine não mô cầu để chúng ta có thể bảo vệ hầu như là gần hết những cái tuyết mà em bé nó có thể mắc phải.